Rồi xin chào anh em nha. Hôm nay mình về được có 3 cặp câm đùm niềng Super nha anh em. Chỉ được có 3 cặp duy nhất à. Hôm về mình đặt hàng không có nha anh em. 3 cặp câm đùm niềng Super, gắn cho Super quay nhỏ được luôn nha anh em. Chỉ có được 3 cặp thôi nha anh em. Mình đặt số lượng nhiều mà về chỉ được 3 cặp thôi. Anh em nào muốn mua thì alo cho mình nha. Muốn mua dọn xe thì alo cho mình. Này, trong tình trạng là đầy đủ nha anh em. Đây, má zin đẹp, mới nha anh em. Hàng này hàng mới tồn kho nha. Hàng mới tồn kho nha. Chứ bây giờ mình mua mà mình gáp lại nguyên bộ này ha, bánh trước bánh sau đùm má này ha, nếu mình mua mình gáp đủ nguyên bộ này khoảng 3 triệu mấy nha anh em. 3 triệu 6, 3 triệu 7 lận. Chứ này là hàng tồn kho nha, bởi vì nó mới có cái giá rẻ vậy nha anh em. Cặp này là mình bán cho anh em với giá là 2 triệu 3 nha, bao ship nha. Còn mua mới mà gáp lại là thua luôn. 3 triệu mấy, 4 triệu, không có thể nào mua nổi. Zin bạc đạn zin đầy đủ nha anh em. Đây. Hàng zin nha anh em. Hàng này là mới 100% luôn nha. Mới 100%. Bao đẹp, bao anh em là hàng đẹp nha. Không chạy chùa, chạy xước gì hết. Mặt đạn zin, ống chỉ zin, phốt zin luôn nha anh em. Má đùm zin toàn bộ là 100% đồ zin hết. Bao anh em là 100% đồ zin hết nha. 1.2 nha anh em. 1.2 gắn cho Super quay nhỏ. Hàng rất đẹp nha. 1.2 gắn cho quay nhỏ Super. Rồi ok nha anh em. Hàng này giờ nó cũng đang hiếm, số lượng không có nhiều nha anh em. Mình đặt số lượng nhiều mà giờ chỉ đúng 3 cặp thôi, không có hàng. Tấm sao nha anh em, cái má nó nằm trong này luôn nha anh em. Mình không có xé ra, khỏi xé ra để cho nó đẹp. Đây mấy cái trước mình xé ra cho anh em xem, chứ cái này mình không xé ra. Này, bao đẹp nha anh em. Bao zin, bật đạn zin hết nha anh em. NSK nha. Cầm đùm nền đồ người ta bắt rất đẹp nha. Đồ hãng bắt rất đẹp, rất chuẩn. Đạn không chỉ đầy đủ nha nè. Hàng rất đẹp. Hàng lúc về cái này nó hơi hiếm nha nè. Mình đặt không có hàng luôn. Mà mình vẫn bán giá cũ nha nè. Hàng hơi không có hàng, nhưng mà mình không lên giá nha. Mình vẫn bán giá cũ nha. Tại vì mình đặt còn giá cũ thì bán cho anh em giá cũ, không có lên giá. 1.4 anh em, trước 1.2 sau 1.4. hàng rất đẹp, bao anh em là hàng chuẩn 100%. Anh em nào dọn xe mua mấy cái cầm đùm nền này giờ dọn rất đẹp nha anh em. Còn mình sơn lại thì thời gian nó chốc. Còn cái này là hàng sơn, hàng zin của nó mình xài 5-7 năm là chuyện bình thường nha anh em. Còn mình sơn lại thì vài năm, 1-2 năm thì cũng phải chốc thôi. Không bao giờ bằng nước sơn zin nha anh em. Dọn xe mua mấy cặp này giờ mình dọn là đúng đẹp, đúng bài, đúng đẹp luôn. 1.4, 1.6. Má đùm đầy đủ nha anh em. Đây, mình xé ra đó nha anh em, nó có trong bịch như cái đùm sao, má sao vậy đó. Để mình xé ra cho anh em xem thôi. Đó, cốt bọng đồ đầy đủ. Hàng báo chuẩn, bao đẹp nha anh em. 1.2, 1.4. Đạn đầy đủ, gắn cho Super nha anh em. Super game quen pha, quen pha nhỏ nha nè, quen pha mà đài 2 lá 6, 2 lá 7, 2 lá 8 rồi gắn vẫn được nha nam.
206, 27, 28 tới 2013, 14 giờ 13 vẫn còn gắn được nha nào. Đời 2013 là 14 là vẫn còn cái máy lớn. Từ đời 24, 15 trở lên quay A là mình mới gắn cái máy nhỏ giống QS110 thôi. Còn đời từ đời nhỏ đời 13 trở lại là mình vẫn gắn được cái máy lớn này nha. Gắn đúng đời nó là máy lớn. Còn anh em mua mấy chiếc QS110 đồ mấy má đùm nhỏ sau này mình muốn gắn cái này cũng được, tại vì mình có má trước má sau rồi, giờ mình chỉ vô vỏ là mình gắn thôi nha nè. Rất đơn giản, công đồ mát thì nó cũng giống hệt nhau luôn. Công đồ mát này nè, quay bây giờ là xài chung một loại công đồ mát này hết. Bây giờ mình chỉ xài thôi, không có cần chế cháo gì lại hết á. Hàng đẹp. Bỏ chuẩn, cầm đẹp, đùm đẹp hết. Phốt bọng đồ đầy đủ nha nè. Phốt bọng đồ đầy đủ hết. Mở bò rồi ta vô đầy đủ hết cho mình giờ chỉ việc gáp cho thôi. Nước sơn zin anh em dòm thì anh em biết rồi, dòm cái là muốn ghiền luôn nha nè. Nước sơn zin của nó, dòm cái cà mây của nó thôi là anh em biết nó đẹp cỡ nào rồi. Mình sơn lại thì nó cũng không có giống lắm nha nè. Nếu mà sơn lại cái đùm là không bao giờ giống được cái đùm zin hết nha. Sơn lại thì các ca mây nó không bao giờ đẹp được bằng cái ca mây này. Quá đẹp. Không lỗi nhỏ nào nghe nè. Bao anh em là không có một lỗi nhỏ nha. Không có lỗi nhỏ nào hết. Rồi anh em là có mua hàng thì mình số điện thoại mình có để dưới phần mô tả đó nghe nè. Số điện thoại mình có để dưới phần mô tả. Anh em nào mua hàng thì cứ việc alo cho mình và nhấn cho mình địa chỉ, mình sẽ có ship code cho anh em toàn quốc nha. Có ship cho anh em toàn quốc nha. Bao ship cho anh em luôn nha. Ship anh em toàn quốc bao ship luôn. Xa cỡ nào mình cũng ship tới nha. Xa cỡ nào mình cũng ship tới hết. Bao anh em là ship toàn quốc. Ship code cho anh em toàn quốc luôn. Rồi video của mình đến đây cũng kết thúc nha anh em. Anh em nào có coi được video thì nhớ nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn vô cái chuông nha anh em để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Tại vì mình bán cũng còn nhiều mặt hàng nha anh em. Để mình có qua video tiếp theo thì anh em xem anh em mua được cái gì thì anh em mua.